Mẫu xe ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Vinh trải nghiệm là mẫu xe Toyota Veloz. Đây là Veloz phiên bản top hoàn toàn mới của năm 2024, những mẫu xe mới nhất của nhà Toyota cho năm 2024. Trong tháng vừa rồi chúng ta đã có những cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn dành cho mẫu xe Toyota Veloz này rồi. Vậy thì trong tháng 1 của năm 2024 này chúng ta sẽ có được chương trình khuyến mãi cụ thể như thế nào? Mức giá lăn bánh nếu như chúng ta mua chiếc xe này cho năm 2024, cho dịp Tết Nguyên Đán của năm 2024 này sẽ có mức giá là bao nhiêu? Kèm với đó thì chương trình khuyến mãi cụ thể sẽ như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị công nghệ trên xe và không thể thiếu được đó chính là mức giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi của mẫu xe Toyota Veloz dành cho tháng 1 của năm 2024 này nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Xe Uy Tín nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Uy Tín của em Vinh. Thì trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị và công nghệ ở trên chiếc xe Toyota Veloz này nha. Thì chúng ta có thể thấy được Veloz là một mẫu xe MPV 7 chỗ có rất nhiều trang bị công nghệ ở cái phần đầu xe, được phổ biến nhất ở cái mẫu xe Toyota Veloz phiên bản eCVT với mức số bán rất là tốt. Đây là phiên bản top với đầy đủ trang bị công nghệ option. Và cùng với đó thì nó sẽ cho chúng ta khả năng an toàn hơn với gói an toàn Toyota Citizen được trang bị trong phiên bản top này. Về hệ thống đèn chiếu sáng phía trước thì cả hai bảng đều sẽ được trang bị với bóng đèn LED phản xạ đa hướng, cho ra cái cường độ ánh sáng rất là cao và cùng với đó giúp chúng ta di chuyển và vận hành vào ban đêm một cách dễ dàng hơn. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái đèn xi nhan dạng LED chạy, tạo điểm nhấn rõ nét hơn cho cái phần đầu xe của chiếc xe Toyota Veloz này khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Tiến dần xuống phía dưới chúng ta sẽ có được một cặp đèn sương mù. Đèn sương mù của chúng ta thì sẽ được trang bị bóng đèn sương mù dạng halogen, cho ra cường độ ánh sáng cao hơn giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này một cách dễ dàng hơn. Và đối với ánh sáng màu vàng này giúp chúng ta đi được đa địa hình hơn với mẫu xe Toyota Veloz này. Một thanh trang trí hình chữ T phía bên ngoài sẽ giúp cho chiếc Veloz của chúng ta nổi bật hơn với những đường nét góc cạnh ở phần đầu xe. Mặt lưới tăng nhiệt thì sẽ được sơn màu đen bóng và được trang trí bởi những thanh trang trí bằng mạ chrome ở phía bên trên đây, tạo điểm nhấn cho cái mặt lưới tăng nhiệt của chúng ta. Và mặt lưới tăng nhiệt thì họa tiết là hình kim cương khiến chiếc xe của chúng ta cuốn hút hơn. Ở chiếc phiên bản top này chúng ta sẽ được trang bị camera 360 độ theo xe và gói an toàn Toyota Citizen, bao gồm cảnh báo lề làn đường và cảnh báo tiếng va chạm, trang bị đầy đủ trên chiếc Veloz phiên bản top này. Tổng quan phần đầu xe thiết kế đẹp mắt và cùng với đó giúp chúng ta có một cái hơi hướng hiện đại hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về phần đầu xe. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển qua phần hông xe nào. Ở phần hông xe thì chúng ta có được gì? Ở phần hông xe đối với một chiếc MPV thì điều đầu tiên mà chúng ta nói tới chính là một cái trục cơ sở dài với khoang nội thất rộng rãi thoải mái của mẫu xe Toyota Veloz này. Về bộ mâm phiên bản top được trang bị với kích thước là 17 inch. Mâm thì là mâm đúc phay xước thắng đĩa 4 bánh cho khả năng phanh chính xác hơn và tản nhiệt tốt hơn rất là nhiều ở trên mẫu xe này. Và với bộ mâm 17 inch này sẽ khiến cho phần hông xe cứng cáp hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về phần hông xe. Đường chân kính mạ chrome được trang bị đầy đủ ở trên chiếc xe Toyota Veloz này. Và gương chiếu hậu của chúng ta sẽ được sơn cùng màu thân xe, đặt xuống phía dưới đây cho góc chữ A rộng hơn, khả năng quan sát tốt hơn ở trên chiếc Veloz này. Và cùng với nó thì trên chiếc xe này của chúng ta là không thể thiếu được, trên gương sẽ được tích hợp đèn LED dạng LED trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động và cùng với đó là cảnh báo đi mù trên gương, trang bị đầy đủ trên một chiếc MPV 7 chỗ của nhà Toyota. Tay nắm cửa sẽ được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp nút mở cửa thông minh, dàn ốc thể thao. Và chiếc xe này của chúng ta hoàn toàn là một chiếc MPV 7 chỗ rộng rãi thoải mái với một phần hông xe nhìn rất là đẹp nha quý chị nha. Nhìn chiếc xe nó trường xe hơn rất là nhiều khi chúng ta nhìn từ cái phần hông xe của chiếc xe này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng em Vinh di chuyển về cái phần đuôi xe. Ở cái phần đuôi xe thì chiếc Veloz của chúng ta thể hiện được cái sự hiện đại đầu tiên khi chúng ta nhìn từ cái phần đuôi xe, đó chính là một cái hệ thống đèn chiếu sáng phía sau, một cái dải LED rất là dài kéo từ phần hông xe vào đến trung tâm phần đuôi xe của cái chiếc Veloz này, tạo ra một cái thanh nét ở phía sau nhận dạng đặc trưng của mẫu xe Toyota Veloz, chỉ có Veloz mới có nha quý chị nha. Hai cảm biến phía sau và camera lùi kết hợp với cam 360 giúp chiếc xe của chúng ta vận hành an toàn và yên tâm hơn khi chúng ta sử dụng mẫu xe Toyota Veloz này. Và phía trên chúng ta vẫn sẽ được trang bị như là gạt mưa phía sau, sấy kính sau để bảo phanh dạng LED trên cao, anten dạng vây cá, và cùng với đó thì toàn bộ hệ thống phía sau này được làm rất là đầy đủ cho chiếc Veloz của chúng ta. Mức tiêu hao nhiên liệu với khối động cơ 1.5 lít thì chiếc xe này chỉ tiêu hao loanh quanh hết đâu đó 5,8 lít đối đường kết hợp thôi. Còn đối với đường trong đô thị thì chiếc xe này chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 6,9 lít, ngoài đô thị là 5,1 lít dành cho mẫu xe Toyota Veloz này nha quý chị nha. Về phần cốp xe, Veloz của chúng ta được trang bị với một cốp xe cũng khá là rộng rãi, thoải mái. Đặc biệt thì khi chúng ta sử dụng full hết 7 chỗ ngồi, chúng ta vẫn còn một cái khoảng không gian phía sau rất là rộng để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này. Phía dưới chúng ta còn có những cái hộc để đồ để chúng ta để thêm những cái vật dụng trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Đó. Hàng ghế thứ ba này thì hoàn toàn có thể gập phẳng xuống, nếu như chúng ta đi từ 2 cho đến 3 người thì chúng ta có thể gập phẳng cái hàng ghế thứ ba này xuống để tăng thêm diện tích cho khoang hành lý của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ cùng đóng phần cốp xe này lại nha.
và di chuyển vào cái phần nội thất của chiếc Veloz này. Thì về nội thất của Veloz, chúng ta được trang bị với tông màu chủ đạo là màu đen kết hợp với màu kem. Nó cho chúng ta một cái hơi hướng trẻ trung hơn và nhìn chiếc xe của chúng ta nó cũng sẽ cuốn hút hơn khi tôi nhìn vào cái phần nội thất của chiếc xe. Ở phần tappy này, những vị trí này đều sẽ được bọc da, nó rất là đẹp. Và những cái phím bấm ở trên đây đó, chúng ta sẽ cùng được điều chỉnh như là chỉnh kính điện, gập kính điện. Nó do xe này đã được khách hàng đặt rồi nên cái phần dán kính này thì mới dán phim cách nhiệt nên sẽ bị che lại nha quý vị nha. Đây, tay nắm cửa thì sẽ được mạ rôm đầy đủ cho chúng ta. Rồi, em vẫn sẽ tiến vào phần nội thất xe nha. Xe này thì khách hàng đã đặt rồi nên thành ra là chiếc xe này sẽ được dán phim cách nhiệt này, đó, trải sàn da này, và cùng với đó thì chiếc xe này còn được trang bị thêm camera hành trình nữa. Đó, đó là những cái món phụ kiện cơ bản thường được khách hàng nào cũng sử dụng hết quý vị. Đó, nên trên xe này đã được khách hàng đặt rồi nên sẽ có những món phụ kiện thêm. Đó, bộ ghế của chúng ta thì như em quý chị có thể thấy, bộ ghế thì được trang bị ghế da phan nỉ, đó, chỉnh cơ 6 hướng cho chúng ta cái tư thế ngồi thoải mái nhất ở trên chiếc Veloz này. Và cùng với đó, ở ngay phần đầu gối trái này, chúng ta sẽ có thể quan sát được ở trên cái mẫu Veloz của chúng ta thì sẽ được trang bị với những cái tính năng như đèn pha tính thông minh ASB, cảnh báo tiếng va chạm ở trên mẫu xe Toyota Veloz mà phiên bản top này của chúng ta. Tiếp theo thì ở trên vô lăng, chúng ta sẽ được trang bị một cái vô lăng bọc da mạ bạc 3 chấu, tích hợp những nút bấm điều chỉnh cái màn hình đa thông tin ở phía bên đây, và cùng với đó hệ thống bật tắt cam 360, tăng giảm âm lượng, và cùng với đó là làm thoại thắng tay. Chúng ta cũng để ý đến cái nút Drive này. Cái nút Drive này chúng ta sẽ điều chỉnh được 3 chế độ chạy bao gồm Eco, Normal và Power trên chiếc xe Toyota Veloz của chúng ta. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước thì sẽ là auto, tự động bật tắt, và cái màn hình phía trước mặt người lái của chúng ta thì sẽ được trang bị hoàn toàn là kỹ thuật số ở phía trước đây. Đó, nó cho chúng ta được một cái khả năng vận hành dễ dàng hơn khi sử dụng cái mẫu xe Toyota Veloz này với một cái màn hình rất là chi tiết ở trên đây, thể hiện đầy đủ mọi thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên đây, rất là đầy đủ cho chúng ta. Và về hệ thống giải trí thì chúng ta cũng được trang bị rất là đầy đủ với một màn hình mới 9 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth USB, trang bị đầy đủ trên đây nha quý chị nha. Và hệ thống camera 360 độ thì cũng sẽ được trang bị trên đây, rất là sắc nét nha quý chị nha. Đó. Về hệ thống điều hòa, chúng ta sẽ được trang bị điều hòa hoàn toàn tự động, thao tác hoàn toàn bằng nút bấm. Đó, những nút bấm trên đây rất là dễ dàng. Và chúng ta sẽ được trang bị nút để start top, và hộp số thì sẽ hộp số CVT. Cùng với đó là phanh tay điện tử Auto Hold đều sẽ được trang bị trên đây, sạc không dây nữa nha quý chị nha. Đó. Phần tappy bên phụ của chúng ta thì cũng được trang bị rất là đầy đủ ở trên đây. Đó. Gương chiếu hậu trong xe nha quý chị nha. Và đó là về tổng quan về cái hàng ghế phía trước của cái chiếc Veloz của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai để trải nghiệm thêm về chiếc Veloz này. Thì đối với những cái hàng ghế thứ hai của những chiếc MPV thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên chính là một cái tư thế ngồi mà khi chúng ta ngồi trên xe nó có một cái tư thế ngồi thoải mái. Đó, phần chân phía trước còn dư rất là nhiều. Và cùng với đó thì ở phía sau chúng ta cũng trang bị được một dàn lặn độc lập ở phía sau. Chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ gió phía sau hoàn toàn độc lập. Và cùng với đó thì khi chúng ta sử dụng cái mẫu xe này nó sẽ được thoải mái hơn khi mà vận hành cái chiếc Veloz này trên mẫu xe Toyota Veloz. Ở hàng ghế thứ hai thì đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta luôn nha. Ngồi 3 người thoải mái. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thao tác để bước lên cái hàng ghế thứ ba, điều mà khách hàng quan tâm nhất ở trên một mẫu xe MPV. Rồi. Về cái hàng ghế thứ ba của Veloz thì thao tác chỉ với một chạm để chúng ta tiến vào cái hàng ghế thứ ba thôi. Và quý anh chị hãy cùng tiến vào hàng ghế thứ ba để trải nghiệm cùng với em Vân nha. Thì về cái hàng ghế thứ ba hiện tại đang được đẩy hết cỡ về phía sau, và chúng ta có thể thấy được hàng ghế thứ ba thì vẫn rất là rộng rãi. Đó. À, chúng ta thì điều chỉnh được cái tựa đầu ở phía sau này, và cùng với đó có thể điều chỉnh được cái độ ngả ghế ở hàng ghế thứ ba để cho chúng ta có một cái tư thế ngồi thoải mái nhất ở cái hàng ghế thứ ba mẫu xe Toyota Veloz này. Đó, cửa gió phía sau cũng sẽ được thổi tới đây và khiến cho chúng ta mát hơn khi ta ngồi đây. Ở phía sau vẫn sẽ được trang bị những cái tẩu sạc 12V 120W ở phía sau đây và những cái hộc để đồ. Chúng ta có được một cái tư thế ngồi thoải mái nhất ở trên mẫu xe Toyota Veloz phiên bản top này. Ngoài ra thì chiếc xe này của chúng ta cũng sẽ được trang bị những an toàn rất là đầy đủ trên chiếc xe này, bao gồm những hệ thống an toàn như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và cùng với đó là hỗ trợ khai hành ngang dốc đều sẽ được trang bị đầy đủ trên chiếc xe Toyota Veloz này. Mẫu xe này còn được trang bị tới 6 túi khí để bảo vệ người lái và hành khách trên xe được an toàn hơn khi chúng ta sử dụng cái mẫu Veloz này. Và về phần cuối cùng là về mức giá và chương trình khuyến mãi của mẫu xe Toyota Veloz này sẽ như thế nào, thì ngay bây giờ chúng ta cùng em Vân tiến vào đối với mức giá và chương trình khuyến mãi của mẫu xe Toyota Veloz này nha. Thì đối với mức giá niêm yết dành cho phiên bản top đang được kê bên em Vân đây sẽ có mức giá là 698 triệu đồng. Nếu như chúng ta lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi, chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh đầy đủ dành cho chiếc xe này là 793 triệu đồng sau khi nhà nước của chúng ta điều chỉnh mức thuế về lại 10% nha quý chị nha.
Và chiếc xe này của chúng ta nếu như mà khấu trừ chương trình khuyến mãi trong tháng này đi, đang được tặng một gói bảo hiểm gói vàng Toyota dành cho mẫu xe Toyota Veloz này và được giảm giá thêm 30 triệu vào giá xe. Vậy thì chiếc xe này của chúng ta lăn bánh tại Sài Gòn chỉ còn lại là 763 triệu thôi. Nếu như chúng ta trừ đi chương trình hỗ trợ của đại lý là 30 triệu đồng, tương đương là 50% lệ phí trước bạ và cùng với đó là 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe dành cho mẫu xe Toyota Veloz này. Do điều chỉnh lại thuế nên mức giá nó sẽ không bao giờ được như trước đâu nha quý chị nha. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 763 triệu là những cái mẫu xe đang có tại thị trường Việt Nam trong tháng 1 này với mức giá rất là tốt rồi. Tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì 743 triệu chúng ta sẽ có được chiếc xe Toyota Veloz này với mức giá cực kỳ tốt cho tháng 1 của năm 2024 này. Và xe hiện tại đang có sẵn đủ màu để quý vị có thể lựa chọn giao ngay để trong phục vụ cho chúng ta trong cái dịp Tết Nguyên đán của năm 2024 này. Những quý vị nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Toyota Veloz này thì hãy liên hệ ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 1 của năm 2024 này nha. Và những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại Ngân hàng Tài chính Toyota vẫn đang hỗ trợ cho chúng ta với mức lãi suất là 0% dành cho mẫu xe Toyota Veloz này. Về thời gian vay, chúng ta có thể vay được tới 8 năm. Hồ sơ thủ tục thì cũng rất là đơn giản và dễ dàng dành cho mẫu xe Toyota Veloz này. Và để biết thông tin chính xác nhất thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình hoặc kết bạn Zalo để được em Vinh tư vấn chi tiết nhất nha. Và những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để được gặp em Vinh, được tư vấn chi tiết hoặc đi xem xe cụ thể hơn về mẫu Veloz này, hãy tới tại hệ thống Toyota Hùng Vương bao gồm 2 chi nhánh. Chi nhánh số 1 là Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 35 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, và chi nhánh số 2 nằm tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6 để được trải nghiệm thêm về những mẫu xe và cùng với đó là được tư vấn chi tiết về dòng xe Toyota Veloz hay bất kỳ dòng xe nào của nhà Toyota đang có mặt tại thị trường Việt Nam nha. Và cho những khách hàng nào chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, muốn đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh CV Tính nha. Em xin cảm ơn.